không khí rồi đó. Có ăn là không khí. Vừa ăn khai vị thôi là thấy ai cũng tỉnh hết. Thì thôi đến nhà ăn ăn rồi thì mình cũng phải phục vụ để cho chủ nhà người ta vui chứ ha. Dạ đúng rồi. Thôi thì bây giờ anh xin gửi đến quý khách cũng như là chủ nhà và mấy em gái rất là tươi và nhạc rất là đẹp trai một bài hát để tặng cho gia đình cũng như tặng cho các quý khách đến nhà của Đại Nghĩa hôm nay. Bài hát Ca Trước Biết Sao. Gì? Bài gì? Bài gì? Cái gì? Cái gì? Bài tên lạ quá. Ca Trước Biết Sao. Có vợ cũng ủng hộ mình nha. Rõ ràng là ít một đám mừng ở trong làng. Ngõ tên bóng dựng thì hoang mang rồi. Ngày cưới rộn ràng khắp vùng ái. Thôi chứ ngay tới già trẻ đi cùng. Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng. Mà lòng đau đau đau. Giờ em đã là vợ người ta. Áo trắng khô dâu cầm qua nhạc tung toe. Thanh niên hòa ca dạy ba đứa lên lắc lư thế là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra tình yêu ấy nay xa càng xa buồn thay cho duyên số. Trong đời anh thấy lòng càng rối bời. Liệu ngày đó nhiệt tình ngó lời. Wow. À, chúng ta cười nhau nhẹ em ơi. Anh bỏ phó mặt ở duyên trời. Nhưng ta tâm anh tránh nàng lại sao dồi. Một người bước, một người không đợi. Thì đành tìm ai, ai, ai. Giờ em đã là vợ thằng kia. Anh thua thằng kia. Tình yêu ấy nay xa càng xa. Buồn thay la 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 la. Oh 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 oh. Giờ em đã là vợ người ta. Hai sống vui hơn ngày qua. Tám đám cưới cô bác về quê. Thanh Kiều, ăn no là hát được hả? Nhà mà cho ăn là hát tới sáng luôn á. À, có gì ăn thêm không? Có em nè, có em nè, ăn đỡ em đi. Hay quá anh Bèo ơi, hay quá. Lời phục vụ vậy thôi chứ mình đến nhà người ta mà. Đến nhà mình nói phục vụ. Đúng rồi. Hay quá. Anh Bèo, chúc mừng anh. Chúc mừng anh bởi vì bây giờ Dân đã là vợ của người ta chứ không phải vợ của anh. Dễ chuồn, dễ chuồn, dễ chuồn. Ôi, về chuồng giùm cái. Bà Dân, đừng nhảy sập nhà. Sập nền nhà người ta. À, thấy thương ban nhạc của em quá anh Bèo. Quá. Anh vừa hát mà anh vừa làm nhạc trưởng luôn á. Anh điều khiển bởi vì anh chơi với nhịp.
đúng không? Tại vì cảm giác cái miên nghiệp nó mới chơi với anh nó, thành ra tội nghiệp em quánh trống, cái mặt quan mang quánh theo anh vậy nè, quánh theo anh vậy nè. Một cái đánh đây dành cho ban nhạc của chúng ta. Cảm ơn các anh em nha. Và không khí tưng bừng sôi nổi vừa rồi cũng sẽ mở màn cho thử thách thứ hai của chúng ta của đêm tiệc này. Và trò chơi này có tên là Tam Sao Nhất Bản. Vì sao có cái tên này là bởi vì mỗi một đội sẽ lên đây tham gia 3 thành viên ở đây, người đội trưởng ở bên dưới. Người đội trưởng sẽ nhìn lên trên cái màn hình và sẽ hiện lên một cái từ nào đó. Người đội trưởng sẽ diễn tả bằng hành động, nhưng là nhớ không có nói cái từ trùng với cái từ khóa. Làm sao cho thành viên thứ nhất của mình nói chính xác được cái từ đó. Sau đó diễn tả từ thứ hai cho người thứ hai đoán, và người thứ hai phải lặp lại từ của người thứ nhất. Và sau đó từ thứ ba, người thứ ba đoán phải lặp lại từ thứ nhất, từ thứ hai và từ thứ ba. Cứ thành một cái chuỗi ký tự, một chuỗi từ nó liên tiếp nhau như thế. Và mỗi một từ mà chúng ta đoán đúng, lặp lại chính xác, chúng ta sẽ mang về cho mình thêm được một điểm. Thời gian thì chỉ có 90 giây hạn hẹp thôi. Bây giờ thì điểm số của hai đội cũng đang có một cái sự chênh lệch. Thì điểm số của bên Minh Tân là 2 điểm và bên Vũ Châu là 3 điểm. Thử thách thứ hai này, đội của Tân sẽ là đội thi trước. Mời ba thành viên anh Bèo, Ốc và Thùy Trang. Chơi. Và thời gian dành cho đội chúng ta là 90 giây. Nhớ nha, có một cái gợi ý cho các bạn. Tất cả các từ sẽ bắt đầu bằng chữ đờ. Bắt đầu từ Trang qua nha. Thời gian bắt đầu. Xuân hạ thu đông. Đúng. Mình đang đứng. Lặp lại luôn anh. Đông đứng. Dạ đúng rồi. Mình cái cửa đó. Đập. Đóng. À đúng đông, rồi. Đông đứng đóng. Dạ đúng rồi. Cái cây gì mình cầm cái búa, mình cầm cái búa. Cái cây gì mình cầm cái búa đóng lên. Rêu. cái cây nhỏ nhỏ vậy nè. Đinh. Rồi, bốn chữ đọc lại. Đông đứng đóng đinh. Đóng đinh. Không có nhát đóng. Dạ. Bị quýnh thì mình sẽ đau. Dạ đúng rồi. Đông đứng đóng đinh đau. Không, hồi nãy mình đau. Dạ, đói, đói. Dạ đúng rồi, đúng đứng đóng đinh đói. Chưa thiếu à, chưa đóng đông đứng đóng đinh đau đói. Dạ đúng rồi. Chị Ngân chị Cao Ngân á, chị hay làm sao gọi là chị bị gì á? Đơ. Dạ đúng rồi. Đông đứng đóng đinh đau đói đơ. Cái này là mình đang làm cái gì nè? Đi. Dạ đúng rồi. Đông đứng đứng đông đứng đứng à đóng à đinh đói đau đơ đi. Chưa đúng. Đông đứng đông đau hết giờ. Trời ơi, tôi nói tôi bị cái trò này hoài. Về đi anh đó. Đông đứng đóng đinh đau đói đơ đó. Bên đội của Tân đã nói được 7 từ khóa nhưng mà bị trừ đi một do cái tội bà Ốc rảnh miệng bà nhắc. Không phải là rảnh mà tại vì sống vì cộng đồng. Do em sống vì cộng đồng cho nên em đã phạm quy. Dạ, Minh Tân, đội của em coi như là được 6 từ, mang về cho mình 6 điểm. Rút kinh nghiệm nha đội của Châu. Dạ. Bây giờ mời Lập, mời Vân và mình Dũng Nhí. Em đứng xích vô, mình đứng về mới giống cái cầu thang. À đó. Mình có quyền nhắc nhưng mà mình nhắc bằng hành động thôi, chứ mình không được quyền nói ra. Bây giờ sẵn sàng chưa? Rồi, cố lên nha. Chủ đề bên đội của mình á là các từ bắt đầu bằng chữ V, chữ V đó. Thời gian bắt đầu. Môn học ngữ. Môn học ngữ, Anh văn. Yeah. Một chữ thôi. Văn. Nhanh. Đây là một da. Văn bỏ. Hai người ngồi kế bên. Tân chấm chấm chấm. Một từ nối đó. Tân chấm chấm chấm. Gồm để nối hai người với nhau á. Dấu một dấu. Không có đánh dần. Tanh tành tanh. Hai văn võ. Giờ tả rõ hơn coi. Hai người tân hả? Không, tân. Hai người với nhau hả? Và yeah. Văn võ và
gì? Chấm gì? Gia đình với nhau, gia đình với nhau thì có chồng và vợ. Văn, võ và vợ. Mở cửa ra và vào. Vô dê ra. Văn, võ và vợ vô. Cái dấu cộng bệnh viện. Yeah. Văn, võ và vợ vô viện. Yeah. Vâng. Hình gì? Hình gì? Đúng rồi. Hình vuông nè, còn đây là hình gì? Hình... Nói rồi đó. Anh nói rồi, hết giờ. Nói vòng rồi đó. Hết giờ. Em nghe vuông. Anh nói vòng. Rồi. Em nghe ra vuông. Rồi, cái đội này vấn đề đó. Trời, sáu điểm. Nhưng mà vừa rồi anh Dũng Nhí tôi nói được cái chữ vòng rồi, mà bởi vì bé Châu không có nghe rõ, cho nên là em không có ghi nhận cái lời nói đó, cái từ đó của anh Dũng. Và đội của mình đoán được 6 từ. 6 điểm. Và khép lại thử thách thứ hai của chúng ta, điểm số của hai nhà tạm thời như sau. Gia đình của Tân sau hai trò chơi được 8 điểm. Và gia đình của Vũ Châu 9 điểm. Vẫn chênh lệch có 1 điểm thôi, ít lắm. Và bây giờ mời tất cả mọi người chúng ta qua bên đây uống nước, ăn trái cây thư giãn một chút xíu nha. Xin mời. Nghe ăn uống đi lẹ quá.